vô 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 bát 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 Nam Phương đúng không? Bát 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 cái gì thế nhưng ba mà ở đâu vậy coi như vậy bát 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 Nam Phương có chơi nhiều em từng nghe Nam Phương mà. Ủa gì nó ở đâu tên gì tên nó xem là gì cái gì cái Vinh Ba ở trong chợ hả? Từ từ đợi xíu đi, hình như đủ mấy khách sạn bự kìa. Kìa ai đưa đưa lại gửi 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 nói gửi lại chứ tao hết đi. Đưa cái tên, đưa cái tên á. Cái gì Vinh Mai gì á? Đưa cái tên thôi. Đưa cái tên thôi. Tên dễ đi hơn. Cái gì đủ cái chút chứ nhà nó tự rồi. Không có sao? Má nó cũng má thì tụi bay ơi trong kia kìa. Quả đâu, phụ bên kia kìa. What the fuck? Đại gia phố núi nha. Cái gì vậy thái? Đâu đâu mình gửi lại cái tên tao rồi. Tao đâu mày gửi lại cái định vị. Mày gửi lại cái định vị cho tao đi. Đại gia phố núi và và cô gái quán nét. Ok bro. Mày ơi đụ má mày. Ghê quá mày ơi. Từ từ tao đến gọi tao đến nó định vị mày. Nhìn ghê vậy? Không. Sao dám lên nội? Ờ, hình như đường đó. Ủa hả? Ủa? Cái đường này đường nào vậy ta? Em quay lại. Phải rồi, con hẻm nó cao quá à. Tài má ơi, quay vlog phải cặc luôn. Let's go. Cầm phút cầm phút. Nhột. Má tôi tới rồi các bạn ơi. Im lặng đó. Im lặng đi. Im lặng đi. Im lặng đi.